mà sư sư này nó nghe dương và to mê rin dương tiên hay mê rin ngày nay nhung dương bì story hay là cái nông story nhung nay nhung lợi cho cái phê đây tập bê mì giang đây lợi cho mà nì giấy cứ actual line database chẳng nhung xong này nó một tí ok chẳng nhung xong này nó bì actual line đó. SQLite database via chia phổ hết local này các bạn tự local local ok database nâng via local chẳng mình đây là via offline via admin online database nâng via admin chia phổ hết online via offline via mình đây là data đang off store còn tại nơi không mà xin bỏ user tập phần năng này chẳng vì mình phải tràn tiết nơi không Android vì mình phải storage vì mình tràn tiết đôi chi share preference hay share preference vì mình external storage chứ môi nâng internal storage vì mình trái chân chân tiết á nâng ngày hay đi chơi dương ai store ban chỉ file thế file dương ai store chỉ file ban vì có chỉ một hiện store đấy cái hàng file còn tha vì up sơ từ lùng từ lì mà này vì store ban là file tuổi tuổi anh chẳng hay ở một hiện database miền trường tiệt đại tranh thay mấy những người miền được chia riêng database room ai về miền trường tiệt chẳng tay nhóm xong lương giờ vậy page database của page chạm mà giờ bằng giấy cứ SQLite database anh chẳng nhưng xong này nó là nếu không mê rin ý nhóm chạy trên chìa tràn này nhưng chẳng biết đầu tiên muốn nhóm giấy phí ca bằng ca nữ SQLite database ca bằng ca nữ database hoài dưỡng ca bằng ca nữ SQLite database hơi chùm này tiếp phí nhóm giấy phí ca insert data to SQLite database này hay chúng này kỹ bấy nhầm vậy pi select data from ok ở đây nhầm chạy mòn dương insert hay dương thực ca nơi thư nơi đặt cho một nông lưu vụ recycler view bao nhiêu nhưng chẳng mê rin recycler view nhưng bạn vậy nhỉ ở cái cho mới cho nên nhóm chat tất ok nhưng chẳng dương đặt ha custom adapter display data ok anh nói mình nên giờ lấy cho nè còn dương vậy à lấy dương vậy anh đi custom mới xong hay anh ấy dùng vậy vì select data ok đọc về select data display in recycle view ok hay chúng lấy tiếp ram cứ dương update data thì phần mối cứ dương delete ok delete năng này chẳng dùng min bằng năng chẳng dùng năng thơ mà step ấy chẳng nhóm ban và cao project mùi ấy cứ project bằng nhóm ní ok chẳng thôi mà đã bởi sân thì dương pra nữ khăn ông đôi chìa xì xa đôi chìa trả qua đôi chìa PHP anh nhấn dương ai min database connector anh chẳng chẳng được không Android vì đặt là tha chia tập hết data đại store được nóng tua sắp bỏ user anh chẳng vì admin tờ ca tờ lại nơi được chia thua rồi bỏ được chia thua database lại này ôi thôi nhưng vậy là nóng si sắp bởi xin thì dân chọn prai cho mùi chưa bập hết để bấy dương trôi từ lại được chia máy SQL server như thế nào chẳng dương từ lại nếu dương từ lại được không công tờ bao giờ
ចូលបើសិនជា app របស់យើង release ទៅចូលទៅក្នុង store Play Store តើ user ហ្នឹងធ្វើមិនអាច install នៅ tool ដូច C Sharp អីចឹងបានអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹង Android បាន provide ឲ្យយើងប្រើនៅ database ដោយវាបានបង្កើតឲ្យយើងស្រាប់តែម្ដងយើងគ្រាន់តែ extend វាចេញយកមកប្រើទៅគឺបានមានន័យថា library វាគឺវាប្រើវា build មកឲ្យយើងស្រាប់ហើយព្រោះថាពេលណាយើងចង់ប្រើវាបើយើងចង់ប្រើវាយើងហៅវាមកប្រើមកបើយើងមិនហៅទេវាអត់មកទេអូខេហើយក៏សូមនិយាយមុនដែរថាវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយរៀងច្រើនតិចដោយសារតែខ្ញុំចង់ detail ឲ្យបានច្បាស់តិចអូខេអញ្ចឹងក៏ sorry ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំប្រហែលជាអត់កាប់ទេខ្ញុំដាក់ទាំងមូលទៅហ្មងអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើតនៅ packet មួយដាក់ថា database ចឹងចុះអូខេនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំបង្កើតនៅ class មួយខ្ញុំដាក់ថាDB open helper អូខេ DB open helper អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះជា class របស់យើងទេអញ្ចឹងដើម្បីហៅវាបានគឺយើងត្រូវប្រើយើងត្រូវហៅវាមកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ keyword extend បន្ទាប់មកយើងហៅ DB open helper actualize open helper ខ្ញុំច្រឡំអូខេអញ្ចឹងយើង extend វាវាឲ្យយើង implement method របស់វាអូខេយើង implement មកវា override ពី method របស់យើងអញ្ចឹងវាឲ្យយើងបង្កើតនៅ constructor របស់វាអញ្ចឹង constructor របស់វាយើងយកមួយណាក៏បានដែរអូខេយើងយកនេះទៅដូចគ្នាយើងយកណាក៏បានអូខេអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុង actual line ក៏ដូចនៅក្នុង actual server ឯណាគឺវាត្រូវការតែគឺវាមុននឹងបង្កើតវាត្រូវការនៅ actual statement របស់វាអញ្ចឹង actual statement ខ្ញុំខ្ជិលសរសេរខ្ញុំបានក៏បាននេះຕົកដែរយើងអាចទៅមើលវាមកទៅអូខេណាទេនេះអូខេនេះនេះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលតាមក្រោយអូខេខ្ញុំ copy ទៅអូខេអ៊ូវាអត់ចូលបន្ទាន់អូខេអត់អីអត់អីអូខេណូណូណូ copy សាមីអូខេខ្ញុំយក2នេះមកដូចសារតែយើងខ្ជិលចឹងនេះហ្នឹងហើយបើយើងខ្ជិលតចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយមួយអត់អីទេអូខេយើងចុចតវាហើយឲ្យសារវាជាប់នេះមិញអូខេអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតឲ្យដែរនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមាននេះខ្ញុំដាក់ gender អូខេអញ្ចឹងអានេះ error ស្អីគេទេអ
โอเคจังได้ได้ខ្ញុំមាននេះនេះឈ្មោះ database របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំដាក់ថាអានេះមានន័យថាយើងបង្កើតគ្រាន់តែយើងបង្កើតដូចជាបង្កើតvariable មួយអញ្ចឹងដើម្បីយើងអត់ចង់ទៅសេវាតដែលតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបង្កើតហ្នឹងស្រួលទៅសេស្រួលហៅអញ្ចឹងឯងយើងដាក់អីក៏បានដែរឈ្មោះ database របស់យើងខ្ញុំដាក់ថា student ចុះ student មានអីហើយនេះគឺជា version វា version កូនរបស់វាអត់នេះអត់មានបញ្ហាអីហើយអានេះគឺជាឈ្មោះ table របស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំមាន3 field នេះអានេះឈ្មោះ table អានេះឈ្មោះ field របស់ខ្ញុំ ID ខ្ញុំមាន ID មានឈ្មោះនិងមាន gender បន្ទាប់មកខ្ញុំសេនៅ create table របស់ខ្ញុំ create table មកដូចតែយើងសង្ឃឹមថាអ្នកអង្គនេះចេះហើយ SQL statement ខ្ញុំបាញ់និយាយច្រើនទេអាហ្នឹងអូខេហើយយើងបង្កើតមកយើងបាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនៅក្នុង constructor របស់វាអញ្ចឹង constructor របស់វាវាឲ្យយើងបោះ parameter ច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បោះច្រើនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំលុបប៉ុណ្ណេះចោលអូខេយើងត្រូវការតែ context មួយ context ឲ្យអញ្ចឹង context យើងដាក់ context ហើយចាំតិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះ database name របស់យើងអូខេហើយកន្លែងនេះវាត្រូវឲ្យយើងបោះ parameter ដូចជា factory អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការទេយើងដាក់ name ហើយអានេះគឺជា version code របស់យើងនេះគឺ version របស់យើងអូខេយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេបាទនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង method វាមាន2សំខាន់ទី1គឺ on create ទី2គឺ on upgrade អញ្ចឹង on create គឺជា method សម្រាប់បង្កើត database អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងហៅ method ហៅ class ហ្នឹងយកទៅប្រើអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលវា run ដំបូងមកគឺវា run on create ហ្នឹងហើយគឺវាបង្កើតdatabase របស់យើងហើយមួយទៀត on upgrade មានន័យថាគឺវា delete ចោលមានន័យថាវា drop និយាយទៅដូចវា drop table ចាស់ចោលបង្កើតនៅ table ថ្មីឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងមានតន័យប្រែប្រួលអីមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានតន័យប្រែប្រួលអីមួយនៅលើ record របស់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍យើងកែឈ្មោះ database របស់យើងអញ្ចឹងវានឹងចូល method វានឹងចូល method ហ្នឹងវានឹង drop table ចាស់ចោលហើយវាបង្កើតនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើថ្មីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង on upgrade នេះយើងទៅសេមកដើម្បីបង្កើត database បានយើងហៅអូខេចឹងទៅសេមកអានេះខ្ញុំតាំងសួរសេតិចទៅ db អញ្ចឹងយើងហៅ db នេះអា xli database របស់យើងហ្នឹង dot នេះមក dot execute មក dot execute xql របស់យើងហើយយើងដាក់មានន័យថាអាហ្នឹងគឺជា table របស់យើងហ៎អញ្ចឹង table របស់យើងបានទៅសេនេះអូខេនេះបង្កើត table នេះអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ចង់ទៅសេជា static variable អញ្ចឹងទេយើងទៅសេនេះមកនៅក្នុងអាចន្លោះរបស់ហ្នឹងយើងទៅសេប៉ុណ្្នេះមកអូខេយើងទៅសេប៉ុណ្្នឹងមកដូចតែគ្នាទេតែគាត់យើងអត់ចង់ញ៉ែញ៉ៃយើងទៅសេឲ្យបោះចឹងមកវាស្រួលជាងឃើញហ៎ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនៅក្នុងយើងបានប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាយើងអាចបង្កើតយើងបានបង្កើតនៅ database ហើយវាហៅតាម method execute xql នេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវទៅសេនៅក្នុង on upgrade មួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង on upgrade ដូចជានេះដូចជាយើងទៅសេដូចគ្នាទេអត់មានអីទេអានេះខ្ញុំដាក់ db ដែរមកអូខេ db .execute ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែវាប្រើអីគ្នាអញ្ចឹងអានេះដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹង drop table ចាស់ចោល drop table មកហើយយើងពេលដែលយើង drop ហើយយើងបូកជាមួយនឹង table របស់យើងមកអូខេអ
Okay. Chẳng bàn ấy. Bởi tốt máu dương hai nó phải để dương trọc vi chào hay. Nó phải để dương lục vi chào hay dương trọc bạc cài về làm vậy. Chính dương hai nó on create bởi dương hai method nó mất mình lấy thao vi bạc cài là ngay vậy. Đấy, đã đi bi dương cho vào. Ok. Chẳng. Bạn nóng dương ai bạc cài nơi database vào dương bàn ấy. Anh chẳng là lỡ ủ đồ nhóm hai trăm tích nhưng chỗ tâm mê là thi vào nhóm hay nhóm hai nơi đi vào dưỡng cloud và dưỡng cứ db open helper này db open helper db open chứ db helper ok db helper smart new mới chừng bậc cao đọc chứ chẳng biết tất cả cảm thấy đi còn sẽ đặt tới những tất cả cảm thấy anh chẳng cảm thấy dân bò đi bao dân cho mất men là thì dân đọt đi ok ok anh chẳng bà ấy anh chẳng là lỡ dân xa ở ran mờ thật táo đây tại bây giờ ban ban châu ở phụ thái nó bây đầy viên cho ở constructor và dưới dưỡng ban bao khoảng thích viên năng thực ca bằng ca nữ ở đây tập bên và dương nhỉ ok chú đây tập ở viên năng bằng ca ở đây tập bên hay dương anh chắc đang bay mơ viên bàn nhóm xong thực ca ran viên sẵn ok dương ran viên mùi tới ok chẳng về ra nó vì anh miền ấy cả là ngày còn là dương thật chẳng đăng thật ta vì châu ở chẳng ok chẳng dương anh lọc mơ nhầm nhầm thịt lọc lọc mơ ok chẳng đã thả anh ấy dương đạo nhầm style và nhầm thế anh ấy dương còn lọc mơ thật ta dương để tập bay thì dương bậc ca đứng vía sạc xe ọt chẳng anh ấy dương bởi xanh dịu vía châu mê sơ đứng miền ấy thả vía sạc xe hơi so cho phần sạc tên chẳng dương ai thực ca lúc nữ em và dương chào mình tới phụ tha nắng viên tạo viên rán mọc liếm đi chào mình chẳng dương ai thực ca lúc hay dương rán sang mình hay dương lọc mở và sân dì lọc mở và sân dì viên phì phì mến đi đây tạo viên chào mình ok chẳng dương chui mơ đừng ọc nế viên đại em bình về để việt nam mình ok chẳng là lý dựng đại ý dân dân file việt nam error mà. Ok mình đây đã cho nhỉ chẳng mình đây tha đây là bài bỏ dưỡng dương success nâng ca bằng cao vì hơi mình đây tha viết bàn châu ấy nhưng chẳng mình đây tha đây là bài để dương bằng và cao tư viết success ok chẳng nhóm xong slay video tập bản năng hay video bản lý mình đây thay dương để nhóm subscribe lần quấn hà lý cứ chia actual statement và dương để dương tự say select để dương đi nhập nông actual server anh chẳng dương tự say bậc cao thẻ bo bậc cao field bậc cao đây như thế này anh ấy còn chia static variable thế ở miền ấy thế dương còn tại trong hai viết là keyword file nó loại cái file từ lại ba này năng ngày hay anh ấy mình đây thà cho on create mình đây thà phía bậc cao nơi chung một đây tập bài vào dưới hay anh ấy drop theo bò chả cháo đổi bậc cao nơi đây tập bài thay vào dưới là mình mình đây thà nơi về đây raw tên mình đây là bạn try pro cứ viên đường cho mình sơn là on upgrade này. Ok anh chẳng xong chui subscribe làm bây tựa bàn video và to tiết hay nhóm nâng video có dương nâng dây bị cá insert tầm lại đó ok chẳng xong chui subscribe.